Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi về con mồi mới vừa thăng long đó rồi. Chim này thì thường là mình đặt theo cái tên nó là chim nằm quắc nha các bạn. Thì thường, thường nó canh nó hay nó nằm quắc lắm. Đó. Một loại thực tế này rồi. Mời anh em xem clip nha.